Tập 30. Lãnh động, thuốc giải tới rồi. Chúng ta đổi hàng thôi. Chủ tưởng, anh tiễn hai tên xuống cùng cậu. Nếu chưa đủ, anh tiễn thêm mấy tên nữa. Cậu dẫn người, bao dây bên phải, rõ. Cậu bao dây bên trái, mau. Xông lên. Chú Lý, sao chú lại tới đây? Tôi à, biết cậu là thằng nhóc lưu manh. Tôi không ngờ cậu tới làm chuyện này. Tôi nợ lãnh gia, lần này có thể trả rồi. Người anh em, sợ không? Ngày 18 tháng 9 năm 1931, quân Quan Đông Nhật Bản đóng quân ở Đông Bắc Trung Quốc, lấy sự kiện Hồ Liễu Điều để bất ngờ tấn công Thẩm Dương, phát động chiến tranh với Đông Bắc Trung Quốc, tạo ra biến cố 18 tháng 9 chấn động Trung Quốc và quốc tế. Ngày 27 tháng 1 năm 1932, quân Nhật tấn công Cát Nhĩ Tân, Lý Đỗ, trung tướng sư đoàn trưởng sư đoàn 15 Cát Lâm, Phùng Chiếm Hải, nguyên đoàn trưởng đội dự binh quân sự tỉnh Cát Lâm, Mã Chiếm Sơn, chủ tịch kiêm tổng chỉ huy quân sự đại diện chính phủ Hắc Long Giang và những người khác dẫn quân tiến hành chống cự ngoan cường. Nhưng cuối cùng người ít không đánh lại địch đông, ngày 3 tháng 2 rút khỏi Cáp Nhĩ Tân. Cáp Nhĩ Tân thất thủ, đánh dấu sự thất thủ của toàn bộ ba tỉnh Đông Bắc và đặc khu. Cùng ngày, Lãnh Phong và Hino cũng rút khỏi Cáp Nhĩ Tân, rút lui vào núi. Tội phạm Lãnh Phong tới từ Cáp Nhĩ Tân, từng là quân y lữ đoàn phòng thủ quân Đông Bắc, hiện tiến hành truy nã. Ai phát hiện Lãnh Phong và báo cáo sẽ được khen thưởng,
ai biết mà không báo. Đồng tội với Lãnh Phong. Năm thứ 10 Showa, ngày 5 tháng 4, đế quốc Nhật Bản. Năm thứ 2 Khang Đức, ngày 5 tháng 4, đế quốc Mãn Châu. Chẳng phải đại thiếu gia Lãnh gia sao? Nếu như nói có số mệnh, tôi tin cái chết của Lãnh Đồng chính là số mệnh của em ấy. Em trai tôi, một người thích giang hồ, thích chơi súng, thích đánh đánh giết giết, mơ ước xưng bá Cáp Nhĩ Tân bằng vũ lực, đã rời xa tôi theo cách đặc biệt của em ấy, chết một cách oanh liệt, lập nên một tượng đài lớn trong lòng tôi. Bởi vì em ấy vì Cáp Nhĩ Tân mà chết. Đã như vậy rồi, anh đừng quá đau buồn nữa. Phải. Tối qua tướng quân Lý Tân và tướng quân Đinh Nghị cũng đã rời khỏi Cáp Nhĩ Tân. Cáp Nhĩ Tân tiêu rồi, chúng ta không bảo vệ được quê hương của mình. Sao lúc đầu anh không đưa mọi người đi cùng? Anh muốn đưa đi, nhưng tính của cha em còn không biết sao? Ông ấy nói ông ấy không làm gì sai, người Nhật không dám làm gì ông ấy. Anh không lay chuyển được. Hay là tối nay chúng ta vào thành đón mọi người ra? Tuyệt đối không được. Bây giờ người Nhật đã phong tỏa thành rồi, cho dù chúng ta vào được cũng không thể tra được. Mời. Mời. Điều làm tôi bất ngờ nhất là quân Đông Bắc hoàn toàn từ bỏ Mãn Châu. Rốt cuộc Quốc Dân Đảng và Trương Học Lương đang làm gì vậy? Theo tôi biết, bây giờ chỉ có Lý Đỗ và Chiếm Sơn và số ít quân Đông Bắc tác chiến với Nhật, rất khó làm nên trò trống. Nhật Bản chiếm Đông Bắc chỉ là vấn đề thời gian. Bây giờ cũng là thời điểm hỗn loạn nhất ở Cáp Nhĩ Tân. Đáng sợ nhất là Hắc Long Hội đã biến quá nhanh chóng, trở thành cục tình báo của quân Đông Bắc. Sáng sớm nay tôi nhận được lệnh của cấp trên kêu chúng ta mau nghĩ cách, biết được bố trí binh lực của quân Quan Đông và kế hoạch quân sự tiếp theo của họ. Được. Ngoài ra tôi phải nhắc nhở anh, hành động lần này của anh hơi đặc thù. Lần này anh chỉ có thể dùng thân phận cá nhân, chứ không được dùng với tư cách quốc gia. Một khi bị bại lộ, chúng tôi ắt phải phủ nhận mọi chuyện. Tôi hiểu. Trước khi hành động, tôi nhất định sẽ tiêu hủy tất cả những thứ có thể chứng minh thân phận tôi. Nhưng ở Cáp Nhĩ Tân, anh đã bị người khác biết rõ, kể cả người Nhật. Tôi biết nên làm gì. Đại ca, Lữ đoàn trưởng, đại ca, đại ca, bộ đội của Mã Chiến Sơn giao tranh với Nhật rồi. Đánh nhau rất thảm, thi thể chất đầy như núi. Người dân đều ủng hộ bọn họ, các anh em cũng không nhịn được nữa. Đại ca, chúng ta vẫn án binh bất động. Đại ca, chúng ta lên đi. Bọn họ chê mình sống lâu quá hả? Bảo vệ Cáp Nhĩ Tân cũng không phải ông đây chưa từng đánh. Nhưng kết quả thì sao? Vừa mới giao đến tay đã bị đánh bại. Chỉ dựa vào đống trơm củi của chúng ta, làm sao đánh trận? Các cậu nói đánh sao đây? Lữ đoàn trưởng, nếu tình hình tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng thành thiên hạ của người Nhật. Tôi thấy
Chúng ta vẫn nên đánh đi. Quân Quan Đông chiếm Liêu Ninh, chúng ta đâm thẳng vào cổ. Chỉ dựa vào lữ đoàn phòng thủ chúng ta có thể đánh được đèo Sơn Hải sao? Ông đây không quan tâm họ có ủng hộ hay không, thích mắng thì mắng. Đến Trương Học Lương còn chạy, chúng ta đánh cái trắm. Bây giờ tôi là quân nhân đế quốc Nhật Bản. Cảm ơn ngài Uchida đã dẫn dắt. Chuyện Hắc Long Hội chúng ta sáp nhập vào quân đội đã nằm trong dự liệu của tôi. Nhưng Cáp Nhĩ Tân mới bị chúng ta chiếm lĩnh, chúng ta vẫn chưa hoàn toàn đứng vững. Chúng ta phải để người Trung Quốc quản người Trung Quốc. Đây là đạo lý đặt người đúng vị trí. Ngài Uchida là nói Tiền Bỉnh Văn và Trương Đại Pháo. Người Trung Quốc với những người như bọn họ có rất nhiều cách gọi. Gọi bọn họ là chó. Chó là con vật chúng ta cần nhất. Nhưng trước mắt vẫn còn những thành phần tích cực phản kháng. Nhất định phải nhanh chóng loại bỏ những thứ uy hiếp chúng ta. Tuy Lãnh Phong ở ngoài thành, nhưng Lãnh Xuân Thu vẫn ở trong thành. Tôi thấy chúng ta có đòi cả nợ mới nợ cũ. Ra tay với Lãnh gia trước. Nhưng mà thuyền có nát thì cũng còn giá trị. Lãnh Xuân Thu, Chu Di cũng là hội trưởng thương hội của Cáp Nhĩ Tân. Diệt trừ ngay lập tức có hơi khó. Chúng ta cần tạo ra hiện trường giả trước, nghĩ cách bắt được Lãnh Phong. Bây giờ cậu hiểu rồi chứ? Rõ. Lão gia, uống trà đi. Lão gia, những người có tiền ở Cáp Nhĩ Tân đều chạy hết rồi. Có phải chúng ta cũng nên chạy không? Chạy. Chạy đi đâu? Tại sao tôi phải chạy? Tôi không đi đâu hết. Đây là cội rễ của tôi. Tôi muốn xem bọn họ muốn biến Cáp Nhĩ Tân thành bộ dạng gì. Lão gia, người Nhật tới rồi. Hai người mau trốn vào phòng sát chết đi. Không được, em phải ở cùng anh. Mau đi đi, nghe lời. Mau mau mau. Đi đi. Hội trưởng Lãnh, ông bạn đội trưởng Yamaguchi của Hoàng quân Nhật Bản tới thăm anh. Vậy sao? Mắt tôi không tốt. Là ai vậy? Ông Lãnh, ông ở Cáp Nhĩ Tân rất cao vọng trọng, chúng tôi đều biết. Tôi tới để đưa giấy ủy nhiệm cho ông. Cậu ủy nhiệm tôi? Cậu làm gì đây? Đây là ưu đãi của Hoàng quân. Đừng có không biết điều. Sao tôi lại không biết điều?
Tôi vốn dĩ là hội trưởng thương hội các nhĩ tân. Đây là các đồng nghiệp trong thương giới bầu ra. Còn cần cậu ta ủy nhiệm cho tôi à? Từ sau khi Hoàng Quân chiếm đóng các nhĩ tân, các thương hội hiệp hội trước đây đều trở thành các tổ chức phi pháp. Chỉ có Hoàng Quân bằng giấy ủy nhiệm mới là hợp pháp. Đúng vậy, có giấy ủy nhiệm này, sau này già trẻ nhà anh, bao gồm việc kinh doanh của nhà anh, đều được Hoàng Quân Nhật Bản quan tâm. Ở vùng biên giới Cáp Nhĩ Tân này, tôi không cần người Nhật quan tâm. Anh hiểu không? Ông Lãnh, ông không phải là người thông minh. Người thông minh nhất định sẽ không từ chối ý tốt của Hoàng Quân. Phải. Đúng là tôi không phải là người thông minh. Tôi không thông minh bằng bọn họ. Bọn họ đều có thể giao nhà của mình cho cậu. Cậu có thể cởi quần leo lên giường họ bất cứ lúc nào. Có lẽ trước khi lên giường, bọn họ còn lấy chậu nước cho cậu ngâm chân. Lão già đáng chết, còn xỉ sói nữa tôi bắn chết. Vậy hả? Ông Lãnh, tôi tin ông cũng nghe nói rồi. Lãnh Phong, con trai lớn của ông ở ngoại thành, lãnh đạo một đội du kích chống lại Hoàng Quân. Chúng tôi muốn ông liên lạc với Lãnh Phong, khuyên anh ta bỏ vũ khí đầu hàng, đừng làm kẻ địch với Hoàng Quân Nhật Bản nữa. Thật ra chúng tôi không xấu như các ông nghĩ. Hơn nữa chúng tôi làm việc rất có quy tắc. Ông hãy suy nghĩ kỹ. Ông có thể có ngày hôm nay, tôi nghĩ cũng không dễ dàng. Đừng vì một phút bốc đồng mà quỷ đi một đời của ông. Ông không nghĩ cho bản thân mình, cũng phải nghĩ cho người nhà, đúng không? Vậy đi, tôi cho ông chút thời gian suy nghĩ. Tôi đi trước. Lãnh Xuân Thu, thời thế thay đổi rồi. Ông tự lo cho bản thân mình đi. Kêu người của anh trông coi, canh giữ các cửa ra vào, cấm người bình thường ra vào, tuyệt đối không được để Lãnh Xuân Thu chạy mất. Nói như vậy, chúng tôi phải bí mật quan sát. Không, anh phải phái nhiều người công khai giám sát Lãnh gia. Lãnh Phong biết trong nhà xảy ra chuyện, nhất định hắn sẽ trở về. Tôi biết rồi. Người đâu? Bắt đầu từ bây giờ, tăng cường canh gác nơi này. Không có lệnh của tôi, không ai được vào. Đây là cái gì? Xem cái gì mà xem? Có gì đáng xem? Anh xé nó rồi. Ngày mai bọn họ tới, anh phải làm sao? Không có phải làm sao gì hết. Xé thì xé thôi. Em nghĩ hay là kêu Tiếm Phạm đi tìm Tam Quan. Không được. Bây giờ người Nhật và Ma Bì vẫn chưa biết quan hệ của Tam Quan và Lãnh gia. Làm như vậy sẽ gây thêm rắc rối cho Tam Quan. Vậy phải làm sao đây? Buổi chiều, Thiếm tới chợ một chuyến. Ở phía cuối chợ có một ô cửa bán thịt. Người bán thịt tên Mã Nhất Đao. Sau khi bà thấy cậu ta, thì bà nói với cậu ta: tôi biết rồi.
Sao rồi? Bên ngoài toàn là người Nhật. Lúc anh không ở đây, em nhất định phải cẩn thận. Em cầm cái này đi. Em không bao giờ muốn chạm vào thứ này nữa. Anh cầm về đi. Em cầm có tác dụng. Lỡ người Nhật tới đây khám xét thì sao? Em sẽ tự có cách. Em có cách gì chứ? Anh đã sắp xếp người xong rồi. Thời gian này sẽ đưa em tới Liên Xô, không thể ở đây nữa. Tạm thời anh chưa thể đi. Anh còn có việc phải làm. Anh không đi. Em cũng không đi. Em đi với anh đi là hai chuyện khác nhau. Người Nhật đã cho là em chết rồi. Nếu phát hiện em vẫn còn sống, có thể tha cho em sao? Mira, nếu em thật sự muốn tốt cho anh thì em nghe anh. Nếu em ở lại sẽ thành gánh nặng cho anh. Em sẽ không trở thành gánh nặng cho anh. Anh phải tin em. Anh tin em, nhưng anh không có cách nào tin đám người ngoài kia. Em biết nếu em xảy ra chuyện, anh phải làm sao? Anh yên tâm đi. Em sẽ tự nghĩ cách. Em có cách gì? Em muốn anh nói sao mới được đây? Tam Quan, em biết anh lo lắng cho em. Nhưng anh biết không, khoảng thời gian này em chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như vậy. Em muốn ở bên anh, dù chỉ sống thêm được một ngày cũng là hạnh phúc lắm rồi. Tam Quan, bây giờ em chỉ muốn cùng anh kết hôn, trở thành vợ của anh. Em thật sự là món quà ông trời ban cho anh. Mira, anh chỉ muốn em an toàn, muốn em sống thật tốt. Hai chúng ta đều sống thật tốt. Qua mấy hôm nữa anh sẽ đưa em về nhà. Được. Người bán thịt không có ở đây à? Chuyện gì? Tôi mua thịt. Không bán. Không phải anh còn thịt hả? Sao lại không bán? Nói không bán là không bán. Nói nhiều vậy làm gì? Ông chủ, tôi muốn hỏi thăm một người. Người bán thịt ở đây. Anh chính là Mã Nhất Đao à? Lão gia nhà tôi kêu tôi đến tìm anh. Lão gia nào? Lãnh Xuân Thu. Lão gia nhà tôi nói tôi chỉ cần tìm anh, anh sẽ biết chuyện gì. Lão gia, tôi tìm được Mã Nhất Đao rồi. Nhưng anh ta không nói gì hết, chỉ cắt cho tôi một miếng thịt. Trên da cắt chữ thập, thậm chí tiền cũng không lấy. Tôi biết rồi, thiếm đi đi. Sao lại nhiều cảnh sát như vậy? Không biết nữa. Hay là em quá trang đi vào? Không được. Bọn họ đều nghĩ em chết rồi.
chưa nắm chắc tuyệt đối thì em không thể xuất hiện. Cũng không thể như vậy, cũng phải làm gì đó vì Lãnh gia. Anh hiểu tâm trạng của em, nhưng vào lúc này quan hệ của anh với Lãnh gia không thể bị lộ. Chị phải làm sao? Không sao, anh nghĩ cách. Anh làm gì vậy? Anh lấy nó ra làm gì? Bây giờ chỉ có thể dựa vào nó để về nhà. Lão gia, anh thật sự tin là Mã Nhất Đao sẽ tới sao? Chỉ vì lời hứa với anh mười mấy năm trước. Phải, anh tin. Cậu thực sự tới rồi. Tôi nợ lão gia một mạng. Nhờ có lão gia mà tôi có thể sống thêm 20 năm. Cậu không nợ tôi gì hết. Chỉ là bởi vì cậu được định sẵn là sẽ sống. Vậy thì tầm cao của lão gia Lãnh không phải tầm cao của Mã Nhất Đao tôi. Có chuyện gì xin lão gia cứ phân phó. Tôi nhờ cậu giúp tôi một việc. Lão gia cứ nói. Nếu tôi không còn nữa, cậu nghĩ cách đưa vợ tôi đến chùa Cực Lạc an toàn, không được nói với bất kỳ ai. Tôi hiểu rồi. Còn lão gia thì sao? Người đều phải chết, chỉ là sớm hay muộn thôi. Tôi có thể giúp gì cho lão gia không? Ai cũng không thể giúp tôi nổi. Số mệnh đến rồi. Xảy ra chuyện gì? Đội trưởng, không hay rồi. Nhà anh bị phong tỏa rồi. Người trong nhà sao rồi? Bây giờ vẫn chưa rõ. Tôi nghe đứa nhỏ bán vé nói. Bây giờ phải làm sao? Anh muốn về một chuyến. Em đi cùng anh. Em không thể đi. Bây giờ người Nhật đã phong tỏa thành rồi. Cũng phong tỏa nhà chúng ta rồi mà vẫn chưa bắt người. Đây chắc chắn là một cái bẫy chờ chúng ta nhảy vào. Vậy anh đi không phải cũng gặp nguy hiểm sao? Nghe lời, em đừng đi. Để anh đi. Anh còn có thể gặp lão Lỗ với anh Thất. Đội ngũ của chúng ta trên núi không thể thiếu người dẫn dắt. Đợi anh về. Quyết định vậy đi. Anh nhớ cẩn thận. Em yên tâm.
Ông Lãnh, suy nghĩ xong chưa? Ông xem, hôm nay ông Uchida cũng đích thân tới, nể mặt ông biết bao nhiêu. Ông Lãnh, tôi trước giờ luôn rất hứng thú với binh khí Trung Quốc, không biết có thể cho tôi xem thanh bảo kiếm được không? Ông hứng thú với binh khí, lẽ nào cũng hứng thú với thanh bảo kiếm này của tôi? Nghe nói bảo kiếm của Trung Quốc có hai lưỡi, nên các ông có câu thành ngữ nói một đằng làm một nẻo. Võ sĩ đạo của Nhật Bản chúng tôi chỉ có một lưỡi, cũng là đại diện cho nguyên tắc làm người của dân tộc chúng tôi, hoặc là bạn bè, hoặc là kẻ địch. Nhưng Trung Quốc còn một câu thành ngữ: khẩu Phật tâm xà. Có lẽ ông hiểu ý nghĩa câu nói này. Lãnh Xuân Thu, ông Uchida đã cho ông mặt mũi rồi, đừng được đằng chân lân đằng đầu. Họ Tiền kia, đừng có không biết xấu hổ. Ông đã nói rồi, hôm nay chỉ đến thăm, mọi người đừng làm mất hòa khí. Ông Lãnh, vậy tôi không khách khí nữa. Kiếm tốt, thanh kiếm thẳng đứng, được rèn tinh xảo, đường vân thẳng tắp, thân kiếm lạnh băng, hàn khí bức người. Người Nhật các ông thưởng kiếm như vậy à? Vẫn mong ông Lãnh chỉ giáo. Đầu tiên, không thể dùng tay chạm vào nó. Thứ hai, càng không thể nói chuyện với nó, bởi vì nước miếng sẽ làm bảo kiếm bị rỉ sét. Người ta nói đao kiếm có hồn. Những lời này phát ra từ miệng ông Lãnh, thật sự bái phục. Nó cũng cần được tôn trọng. Ông nói không sai, nó cũng có hồn, bởi vì nó cũng biết nói. Bây giờ nó nói với tôi, nó nói với tôi, nó không thích người Nhật. Ông Uchida, tại sao phải giữ lại bà vợ? Niêm phong Lãnh gia là để gài bẫy Lãnh Phong, giữ lại một bà già làm mồi nhử. Hiểu chưa? Đã hiểu rồi. Mời. Đúng rồi, cảnh giác cao độ, ai cũng không được vào trong. Còn nữa, phải giữ kín tin Lãnh Xuân Thu đã chết, không được tiết lộ ra ngoài. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Tôi tìm Lãnh Xuân Thu. Cậu là gì của ông ta? Công ty Lãnh Thị nợ tiền tôi, tôi tới đòi nợ. Ngôi nhà này bị phong tỏa rồi, cấm không cho ai vào. Phong tỏa rồi, sao không ai báo tôi biết? Anh là lãnh đạo ở đây đúng không? Phải. Mau rút người của anh về, đừng đứng ở nhà tôi.
Ý cậu là đây là nhà cậu? Đúng vậy. Cậu có chứng cứ gì? Có cái này cũng vô dụng. Ngôi nhà này bị quân Quan Đông chiếm giữ rồi. Ai vào cũng phải xin phép quân Quan Đông. Nếu tôi cứ muốn vào thì sao? Vậy thì giết bất luận tội. Lạnh thật đó. Lãnh Xuân Thu cũng chết rồi. Bọn như cậu bắt chúng ta canh ở đây làm gì? Bây giờ cục trưởng sao rồi? Cục trưởng chết rồi. Chết rồi. Anh nghĩ coi Lãnh Xuân Thu là ai? Năm đó là thủ lĩnh gian danh nhất giang hồ. Có biết bao nhiêu anh em thuộc hạ. Đi, vào trong xem thử. Lão gia, tôi ở sát vách, vừa ra đã thấy lão gia. Cha, người đâu? Không biết. Chuyện này phải cố gắng. Tới rồi. Vào đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
有心却无心，兄弟呀若精灵，恰似山中水起兵，一夜从天来风雷动，看似有心却无心。是苦。